Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Mỹ sắp triển khai vũ khí tầm xa và tên lửa siêu thanh ở Đức. Thượng nghị sĩ dân chủ đầu tiên công khai kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua. Đàm phán Gaza có nguy cơ đổ vỡ do khác biệt lớn giữa Israel và Hamas. Israel nhận định cơ hội tốt để đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Cách Nga vô hiệu hóa vũ khí công nghệ cao của phương Tây tại Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Thượng nghị sĩ Peter Welch đã trở thành đảng viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đầu tiên, công khai kêu gọi đương kim Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua Tổng thống năm nay. Trong bài viết trên tờ Washington Post, Thượng nghị sĩ Welch cho biết, mặc dù ông rất tôn trọng Tổng thống, người mô tả là một trong những nhân vật xuất sắc nhất, nhưng đã đến lúc ông Biden cần nghỉ ngơi vì lợi ích của đất nước. Tôi cũng như mọi người trên khắp đất nước lo lắng về cuộc bầu cử vào tháng 11. Chúng ta không thể không nhìn thấy màn tranh luận không được tốt của Tổng thống Biden. Chúng tôi không thể bỏ qua hoặc bác bỏ những câu hỏi xác đáng được nêu ra kể từ đêm đó, ông Welch nói. Tôi không hiểu tại sao Tổng thống Biden muốn tranh cử. Ông ấy đã cứu chúng tôi khỏi ông Donald Trump một lần và muốn làm điều đó một lần nữa. Ông Welch nói thêm. Nhưng ông ấy cần đánh giá lại liệu mình có phải là ứng cử viên sáng giá nhất để làm điều đó hay không. Theo quan điểm của tôi, hiện tại ông ấy không đáp ứng được. Vì lợi ích của đất nước, tôi kêu gọi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Peter Welch của bang Vermont trở thành thành viên thứ 10 của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội kêu gọi ông Biden rút lui. Theo Welch, ông rất buồn khi đưa ra đánh giá như vậy bởi Tổng thống Biden đã giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất ở Vermont 4 năm trước. Nhưng người dân Vermont hiện rất lo lắng rằng ông Biden không thể giành chiến thắng lần này và thực sự e ngại nếu ông Trump một lần nữa quay lại Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Peter Welch cũng dành nhiều lời khen ngợi cho những người thay thế tiềm năng, gọi Phó Tổng thống Harris là một nhà lãnh đạo có năng lực đã được chứng minh và cho rằng một số thống đốc và thượng nghị sĩ hoàn toàn có thể đảm đương vị trí đại diện của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua năm nay. Chúng tôi đã yêu cầu Tổng thống Biden làm nhiều điều cho rất nhiều người trong thời gian dài. Điều đó đòi hỏi lòng vị tha và sự can đảm chưa từng có, Welch viết. Chúng tôi cần ông ấy đặt chúng tôi lên hàng đầu, như ông ấy đã làm trước đây. Tôi kêu gọi ông ấy làm điều đó ngay bây giờ. Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út mới đây đã thông báo cho một số nước thành viên của nhóm G7 rằng nước này không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Liên bang Nga. Động thái mới của Ả Rập Xê Út có thể gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm đối với phương Tây nếu các quốc gia khác trên thế giới làm theo. Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út mới đây đã thông báo cho một số nước thành viên của nhóm G7 rằng nước này không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Liên bang Nga. Bloomberg dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Riyadh đã ám chỉ rằng trong trường hợp xấu nhất, họ có thể thoái vốn một số nghĩa vụ nợ châu Âu. Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út đã thông báo cho một số đối tác G7 về việc nước này không đồng tình với ý tưởng tịch thu tài sản Nga nhằm hỗ trợ Ukraine. Ả Rập Xê Út đề cập cụ thể đến khoản nợ do Pháp phát hành, Bloomberg viết. Vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, G7 đã nghiên cứu nhiều phương án khác nhau liên quan đến tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở phương Tây. Cuối cùng, nhóm này đã đi đến thỏa thuận về kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm, được bảo đảm bằng lãi phát sinh từ 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga. Một số quốc gia thành viên khu vực đồng euro phản đối ý tưởng này vì lo ngại làm suy yếu đồng tiền của mình. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út phủ nhận việc gây sức ép lên các nước G7, đồng thời nói thêm rằng không có mối đe dọa nào như vậy được đưa ra. Mối quan hệ của chúng tôi với G7 và các nước khác là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và chúng tôi tiếp tục thảo luận mọi vấn đề thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính quốc tế, tuyên bố nêu rõ. Tuy nhiên, động thái trên của Ả Rập Xê Út đã gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm với phương Tây nếu các quốc gia khác trên thế giới làm theo Riyadh. Các nước EU đang cân nhắc phản ứng với Ả Rập Xê Út, nhưng hành động này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngoại giao ngày càng tăng của Ả Rập Xê Út trên trường thế giới. Bất kể động cơ của Ả Rập Xê Út là gì, bước đi này nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Riyadh trên trường quốc tế và những khó khăn mà nhóm G7 phải đối mặt trong việc tìm cách vận động các nước thuộc Global South ủng hộ Ukraine, Bloomberg nhận định. Ả Rập Xê Út vẫn chưa có lập trường cụ thể về cuộc xung đột ở Ukraine sau khi bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ vào tháng trước và từ chối ký thông cáo chung của hội nghị. Trước đó, Ả Rập Xê Út đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Ukraine vào tháng 8 năm 2023. Quốc gia này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán trao đổi tù binh lớn giữa Ukraine và Nga, liên quan đến gần 300 người vào tháng 9 năm 2022.
Đồng thời, Ả Rập Xê Út vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga. Mối quan hệ này đã được củng cố sau cuộc xung đột ở Ukraine. Sau cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào ngày 10 tháng 7, chính phủ hai nước Mỹ và Đức thông tin, Mỹ sẽ bố trí thêm tên lửa tầm xa Đức từ năm 2026 trở đi. Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Nhà Trắng cho biết vũ khí siêu thanh mà Mỹ đang phát triển cũng sẽ được đặt ở Đức và có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các tên lửa phóng từ mặt đất hiện nay ở châu Âu. Mỹ vẫn chưa chế tạo thành công vũ khí siêu thanh và đã hủy bỏ mọi dự án siêu thanh kể từ lần thử nghiệm thành công đầu tiên vào năm 2017. Các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km, trong đó có SM-6 và Tomahawk, bị cấm triển khai ở châu Âu, theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký năm 1987, cùng với START 1 và START 2, đã giúp xoa dịu căng thẳng hạt nhân ở châu Âu sau khi phương Tây và Liên Xô tiến gần đến chiến tranh hạt nhân trong cuộc tập trận quân sự Able Archer của NATO năm 1983. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019, tuyên bố rằng một số tên lửa hành trình của Nga đã vi phạm thỏa thuận. Nga phủ nhận điều này và Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump rằng việc hủy bỏ Hiệp ước INF sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sẵn sàng sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vốn bị cấm theo Hiệp ước từng ký với Mỹ, viện dẫn lý do các hành động thù địch của Washington. Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa như vậy mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng các loại tên lửa đó đang ở Philippines, ông Putin giải thích vào thời điểm đó. Mỹ và Đan Mạch tiến hành diễn tập cùng tên lửa SM-6 vào tháng 9 năm 2023, trong khi Lầu Năm Góc đã triển khai hệ thống Typhoon có thể phóng cả tên lửa SM-6 và Tomahawk tới Philippines vào tháng 4 vừa qua. Bộ Năng lượng Litva ngày 10 tháng 7 cho biết, các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện trong vùng Baltic đã có kế hoạch thông báo với Nga và Belarus quyết định không gia hạn hợp đồng Borel và tách khỏi hệ thống điện hậu Xô Viết của Nga. Bộ Năng lượng Litva khẳng định, trong những tuần tới, các nhà vận hành hệ thống truyền tải trong vùng Baltic sẽ thông báo cho các bên khác về quyết định chung sẽ không gia hạn hợp đồng Borel và rút khỏi hệ thống UPS. Theo Bộ Năng lượng Litva, sau khi không gia hạn hợp đồng Borel, các nước Baltic sẽ tiến hành thử nghiệm vận hành một hệ thống riêng và đồng bộ hóa với lưới điện của Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2025. Tại cuộc họp ở khu nghỉ dưỡng Jamala ven biển Latvia vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng các nước Baltic khẳng định các quốc gia này đã hoàn toàn sẵn sàng để đồng bộ hóa với lưới điện của EU vào thời điểm trên. Các nước Baltic có thời hạn đến ngày 7 tháng 8, tức 6 tháng trước khi đồng bộ hóa với hệ thống điện của EU theo kế hoạch, để thông báo cho Nga và Belarus việc không gia hạn hợp đồng Borel. Hồi tháng 8 năm 2023, Thủ tướng các nước Baltic đã ký tuyên bố cam kết đồng bộ hóa các lưới điện ở vùng Baltic với EU vào tháng 2 năm 2025. Cam kết này được xác nhận vào tháng 12 năm ngoái trong tuyên bố do Ủy ban châu Âu EC cùng Bộ trưởng Năng lượng các nước Baltic và Ba Lan ký kết. Vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza được nối lại tại Doha, Qatar trong ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, vòng đàm phán lần này được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn do khoảng cách lớn về quan điểm giữa Israel và lực lượng Hamas. Kênh Al-Qaeda dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết, vòng đàm phán Gaza mới tại Doha sẽ quy tụ các đại diện đến từ Israel, Ai Cập, Qatar và Mỹ. Theo đó, Giám đốc Trung tâm Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamel và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns sẽ dẫn đầu các phái đoàn Ai Cập và Mỹ tham gia vòng đàm phán. Mục tiêu của vòng đàm phán lần này là đưa các quan điểm của phong trào Hamas và Israel đến gần nhau hơn nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Các cuộc đàm phán lần này có được động lực mới khi phong trào Hamas và Israel bắt đầu thể hiện sự linh hoạt sau nhiều tháng bế tắc. Lực lượng Hamas tuần trước đã giảm bớt các điều kiện của nhóm này. Theo đó, từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết bằng văn bản về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khi giai đoạn đầu của thỏa thuận kết thúc. Phía Israel cũng đã đồng ý có điều kiện với đề xuất mới của Hamas.
đồng thời nêu bật quan điểm cuối cùng của nước này rằng Hamas phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian biểu và các chi tiết về việc trả tự do cho các con tin. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện vẫn còn khoảng cách lớn hơn giữa hai bên về vấn đề quản lý và an ninh ở Gaza thời hậu xung đột khi Israel quyết tâm loại bỏ Hamas và từ chối rút hoàn toàn khỏi vùng đất này. Thời báo Israel mới đây đã đăng tải một số yêu cầu mang tính không thỏa hiệp của Thủ tướng Israel Netanyahu trong việc đàm phán ngừng bắn. Một trong số đó là điều khoản, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải tạo điều kiện để Israel tái khởi động chiến sự cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Lực lượng Hamas cho đến nay vẫn khẳng định vai trò hậu chiến trong việc quản lý Gaza và phản đối việc triển khai các lực lượng quốc tế theo như yêu cầu của Israel. Trong một tuyên bố, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh đã nói rằng việc lực lượng quân đội Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào thành phố Gaza có nguy cơ làm đổ vỡ các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn mang tính quyết định. Ông Haniyeh cũng kêu gọi các nhà trung gian hòa giải gây sức ép để Israel ngừng các hoạt động quân sự. Nhận định về sự xung đột lợi ích này, theo đánh giá của giới phân tích, sự chênh lệch về quan điểm sẽ khiến việc đạt một thỏa thuận ngừng bắn là hết sức khó khăn. Và giờ vẫn chưa là thời điểm để các bên đạt được một lệnh ngừng bắn mới. Ông Aaron Ezizon, một cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Israel nói, trong tình hình hiện nay, chúng ta rất khó dự đoán về một kết quả tích cực của đàm phán. Thực tế thì hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, lực lượng Hamas cũng không muốn đạt được thỏa thuận vào lúc này nếu Israel vẫn tiếp tục không ngừng tấn công Gaza. Trong khi đó, về phía ông Netanyahu, vì một số lý do chính trị cũng không muốn đạt được một thỏa thuận khi chưa tiêu diệt được hoàn toàn Hamas. Mặc dù tham gia đàm phán ngừng bắn với Hamas, song cho đến nay, quân đội Israel vẫn không ngừng mở các cuộc tấn công nhằm vào Gaza. Trong ngày hôm qua, ngày 9 tháng 7, Israel tiếp tục tiến hành tấn công một trường học ở thành phố Khan Yunis, vốn đã được cải tạo thành nơi trú ẩn cho những người Palestine phải di tản khiến nhiều người thương vong. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, nước này và Mỹ đều nhất trí cho rằng việc nắm bắt cơ hội để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza có ý nghĩa quan trọng, song thừa nhận rằng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Thông báo trên được đưa ra sau khi cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Brett Magut, vào tối ngày 9 tháng 7 tại Jerusalem. Trong thông báo nêu rõ, hai bên đã thỏa thuận tầm quan trọng của việc tranh thủ cơ hội để đạt được một thỏa thuận cho phép giải thoát các con tin đang bị giam giữ tại Gaza. Hai bên cũng thảo luận những cách thức còn tồn tại để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và các giải pháp tiềm năng để vượt qua các thách thức này. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Gallant cho biết Israel ủng hộ việc mở lại cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và giải Gaza, nhưng không chấp nhận việc phong trào Hồi giáo Hamas quay trở lại khu vực này. Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah cho biết Hamas đang tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza thay mặt cho toàn bộ trục kháng chiến và nếu đạt được thỏa thuận, Hezbollah sẽ ngừng các cuộc tấn công mà không cần đến đàm phán. Hamas تفاوض عن نفسها وبالنيابه عن الفصائل الفلسطينيه. Theo thủ lĩnh Hezbollah, Hamas đang đàm phán thay mặt cho chính họ, cho các phe phái Palestine và cũng thay mặt cho toàn bộ trục kháng chiến. Đồng thời khẳng định mặt trận do Hezbollah mở ra ở khu vực biên giới Israel-Liban là mặt trận hỗ trợ. Do vậy, những gì Hamas đồng ý tại các cuộc đàm phán, Hezbollah cũng sẽ chấp nhận. Thủ lĩnh Hezbollah cũng cho biết lực lượng này đã sẵn sàng và không sợ chiến tranh, với bằng chứng là các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong suốt thời gian qua. Đồng thời cảnh báo nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah, ông Netanyahu sẽ đưa Israel đến hồi kết. Tuyên bố của Thủ tướng Hezbollah đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza và trao trả con tin được nối lại vào ngày hôm qua tại Qatar. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do những khác biệt lớn trong quan điểm giữa Israel và Hamas. Trục kháng chiến là một liên minh gồm các lực lượng Hezbollah, Hamas, Houthi và các nhóm kháng chiến Hồi giáo tại Iraq và Syria được Iran hậu thuẫn với mục tiêu chống lại Israel và các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập và Ngoại trưởng Jordan ngày 10 tháng 7 đã cảnh báo về tình trạng nhân đạo thảm khốc ở giải Gaza do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Cairo,
Ông Abdelati và ông Ansafadi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục gây áp lực với các đối tác khu vực và quốc tế để có hành động nghiêm túc. Theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, mới nhất là nghị quyết 2735 nhằm ngăn chặn bạo lực đang diễn ra ở dải Gaza. Ông Abdelati nói rằng tình hình nhân đạo và y tế thảm khốc ở Gaza cho thấy tính cấp thiết của việc khơi thông tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách vô điều kiện và không hạn chế, trong bối cảnh có những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế nhằm ngăn cản việc cung cấp hàng cứu trợ cho người dân Palestine. Cả hai ngoại trưởng đều khẳng định việc bác bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát của Israel đối với cửa khẩu Rafah bên phía Palestine, nói thêm rằng điều này đã cản trở hoàn toàn việc cung cấp viện trợ cho những người dân Palestine vô tội, vốn đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của xung đột. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng nêu bật vai trò quan trọng và không thể thiếu của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc trong việc phân phối viện trợ ở Gaza. Ông Abdelati cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc dưới mọi hình thức, theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhằm giúp cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc thực hiện được nhiệm vụ cao cả của mình. Theo ông Abdelati, việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo không nên được sử dụng như một công cụ chính trị và mọi nỗ lực áp dụng tiêu chuẩn kép cho vấn đề này phải bị cản trở. Ông Abdelati và ông Ansafadi cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chung nhằm khuyến khích các bên công nhận nhà nước Palestine, cho rằng bước đi này sẽ gửi một thông điệp tích cực tới người dân Palestine và làm tăng hy vọng của họ về việc thành lập một nhà nước độc lập với đường biên giới xác định ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Jerusalem là thủ đô. Ngoại trưởng Ai Cập và Jordan cũng thảo luận về nguy cơ leo thang tiềm ẩn có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định ở Liban trước mọi nguy cơ leo thang có thể kéo khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Thời gian gần đây, được sự nới lỏng quy định của các nhà bảo trợ, Ukraine đã sử dụng một số vũ khí chính xác để tiếp tục tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga, nhưng các loại vũ khí này đã nhanh chóng bị Nga vô hiệu hóa. Đạn pháo Excalibur mà Ukraine sử dụng đã cho thấy hiệu quả khi đưa vào chiến trường. Được dẫn đường bằng GPS, những quả đạn này đã bắn trúng xe tăng và pháo binh Nga với độ chính xác cao. Nhưng chỉ trong vài tuần, quân đội Nga đã bắt đầu thích nghi, sử dụng khả năng tác chiến điện tử đáng gờm của họ. Các lực lượng Nga đã tìm cách can thiệp vào hệ thống dẫn đường GPS và ngòi nổ, khiến các quả đạn Excalibur bay chệch hướng hoặc không phát nổ khi chạm mục tiêu. Các chỉ huy Ukraine cho biết, vào giữa năm 2023, đạn M982 Excalibur do RTX và BAE System phát triển về cơ bản đã trở nên vô ích và không còn được sử dụng nữa. Một số loại vũ khí khác thể hiện sự vượt trội về công nghệ của phương Tây cũng gặp phải số phận tương tự. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết, biện pháp đối phó điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể độ chính xác của tên lửa dẫn đường bằng GPS sử dụng cho hệ thống HIMARS. HIMARS từng được cho là loại vũ khí đảo ngược cuộc xung đột và mang lại lợi thế cho Ukraine vào mùa hè năm 2023. Các quan chức Ukraine và phương Tây cho biết, một loại vũ khí hoàn toàn mới là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất do Boeing và Saab của Thụy Điển sản xuất đã thất bại hoàn toàn sau khi được Ukraine triển khai trong những tháng gần đây, một phần do thế mạnh về tác chiến điện tử của Nga. Lầu Năm Góc đã từ chối thảo luận về hiệu suất của các loại vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine với lý do bảo mật về an ninh. Thời gian gần đây, được sự nới lỏng quy định của các nhà tài trợ, Ukraine đã sử dụng một loại vũ khí chính xác để tiếp tục tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga. Kiev đã phóng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình Storm Shadow để đánh phá một số sân bay, trung tâm chỉ huy và cơ sở liên lạc ở Crimea. Kiev cũng tuyên bố tấn công và phá hủy một hệ thống S-400 của đối phương. Các quan chức quân sự Ukraine và các chuyên gia quốc phòng phương Tây cho rằng, không sớm thì muộn, Nga cũng sẽ tìm cách đối phó để làm giảm hiệu quả của những loại vũ khí trên. Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho biết, chúng ta cần phải nhận thức được rằng sự thích nghi sẽ luôn diễn ra và trên thực tế quân đội Nga đã thích nghi với nhiều loại vũ khí khác nhau. Vũ khí mới mà phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ phát huy hiệu quả ngay sau khi chúng được triển khai, nhưng theo thời gian,
đối thủ sẽ phát triển các biện pháp đối phó phù hợp. Sự thành công của Nga trong việc thực hiện các biện pháp tác chiến điện tử đã đặt ra vấn đề lớn về mặt chiến lược cho Mỹ và các đồng minh. Học thuyết quân sự phương Tây từ lâu đã dựa vào niềm tin rằng độ chính xác có thể đánh bại được số đông. Điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công nhắm mục tiêu tốt có thể làm tê liệt đối phương, có quân số đông hơn hoặc vũ khí nhiều hơn, giảm nhu cầu chi tiêu lớn cho quân đội, xe tăng và pháo binh. Nhưng học thuyết này vẫn chưa được thử nghiệm cho đến khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra. Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhận định, có lẽ chúng tôi đã đưa ra một số giả định sai lầm. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã làm điều đó với những phần tử như Taliban hay IS. Bây giờ, chúng tôi làm điều đó với một đối thủ ngang hàng, đó là Nga. Trung tướng Esa Pulkkinen của Phần Lan lưu ý, một trong những bài học rút ra trên chiến trường Ukraine là cần phải phát triển các loại đạn pháo kiểu cũ, không có hệ thống dẫn đường. Châu Âu hiện đang bắt tay vào việc sản xuất loại đạn dược này sau nhiều thập kỷ ngừng sử dụng. Chúng miễn nhiệm với bất kỳ hoạt động gây nhiễu nào và chúng sẽ tấn công mục tiêu bất kể họ có khả năng tác chiến điện tử nào. Ông William LaPlante, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và bảo trì đã thừa nhận thành công của Nga trong việc vô hiệu hóa những loại đạn dược chính xác của phương Tây. Họ đã làm điều đó rất tốt, ông LaPlante nhấn mạnh. Trong mọi cuộc xung đột, việc triển khai một hệ thống vũ khí mới sẽ thúc đẩy đối phương phát triển các biện pháp đối phó để làm giảm tác dụng của nó. Điều này mở ra một chu kỳ mới của việc phát minh và đối phó giống trò chơi mèo vờn chuột. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho rằng, Nga đã nâng cấp và sửa đổi các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế khi Ukraine áp dụng những cách mới để phát hiện và bắn hạ chúng. Nga cũng không ngừng cải tiến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để gây khó khăn hơn cho hệ thống phòng không mà phương Tây cung cấp cho Ukraine để đánh chặn chúng. Đối với Ukraine, thời gian là một trong những yếu tố thiết yếu. Việc sử dụng một cách chậm chạp và thận trọng các hệ thống của phương Tây đã khiến Nga có thời gian giảm thiểu tác động của chúng. Edward Stringer, cựu giám đốc của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, một trong những khía cạnh của xung đột là tốc độ thích ứng. Bên nào càng thích ứng nhanh thì bên đó càng có cơ hội giành lợi thế. Anna Kvodia, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, cơ quan giám sát hoạt động sản xuất quốc phòng của đất nước, cho biết bà rất thất vọng trước việc một số nhà sản xuất phương Tây không thể thích ứng với xung đột. Ukraine phải học cách thích ứng nhanh hơn, vì chúng tôi đang ở tuyến đầu, chúng tôi phải đưa ra quyết định để tồn tại, bà Anna Kvodia nói. Một quan chức Ukraine nói rằng, nhiều loại vũ khí do Ukraine sản xuất như máy bay không người lái chỉ có thể được dùng trong thời gian ngắn vì công nghệ không ngừng phát triển. Điều này giống như việc cập nhật phần mềm trên điện thoại của bạn. Cả chúng tôi lẫn người Nga đều phải làm việc đó hàng ngày để bắt kịp công nghệ mới. Nhưng khi chúng tôi tiếp nhận vũ khí phương Tây, chúng tôi nhận ra rằng họ đôi khi vẫn sử dụng công nghệ cũ và không có sự đổi mới. Nhiều loại vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine là những hệ thống cũ đang bị quân đội Mỹ loại bỏ dần và thay thế bằng những sản phẩm hiện đại hơn, đắt đỏ hơn. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc rất ý thức về mối đe dọa của các biện pháp tác chiến điện tử mà Nga sử dụng và đã hợp tác chặt chẽ với Ukraine, cũng như các đối tác trong ngành quốc phòng để nhanh chóng giải quyết mối đe dọa đó, đồng thời đảm bảo vũ khí chính xác của Mỹ vẫn hoạt động hiệu quả trong môi trường xung đột. Quan chức này cho biết thêm, trong một số trường hợp, bằng cách hợp tác với các đối tác trong ngành công nghiệp, Mỹ có thể đưa ra các lựa chọn cho lực lượng Ukraine trong vòng vài giờ hoặc vài ngày. Theo Newsweek, trong ngày 10 tháng 7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã thông báo về việc ngăn chặn thành công kế hoạch phá hoại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của tình báo Ukraine. Các đặc vụ Ukraine đã tìm cách dàn dựng một vụ tấn công nhắm vào mẫu hạm của Nga ở thành phố Murmansk. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị lật tẩy, phía Nga cho biết. Báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga tiết lộ, một đặc vụ Ukraine mang biệt danh Oleg đã liên lạc với một sĩ quan hải quân trên tàu sân bay Kuznetsov. Oleg hứa hẹn với người này về một khoản tiền lớn và cơ hội trốn ra nước ngoài nếu thực hiện kế hoạch phá tàu sân bay duy nhất của Nga. Phía Ukraine sau đó dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi cho sĩ quan Nga một số linh kiện chế tạo thiết bị nổ. Tuy nhiên, sĩ quan hải quân Nga đã từ chối và báo cáo lại vụ việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Cơ quan điều tra Nga cho rằng, hoạt động phá hoại này được giám sát bởi trung tình báo Ukraine Kirill Budanov, nhưng Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.
Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.